là nó mất thời gian nhiều hơn. Thì hạn như cái máy đầu bù xù của ta cũng là một cái đặc trưng mà đôi khi là mình thể hiện đó. Ở ngoài đời thì mình nhìn thấy nó hơi hơi lố lố vậy thôi, nhưng mà khi mình vô mình đưa vô bức hình đó, mình thấy sao nó bù xù cái này kia gì đó, thì nó cũng hơi, nó thể hiện thì nó vẻ nó hơi, nó nhìn nó không có ra lắm. Thứ hai là thì chính vì cái máy đầu đó mà nó tốn nhiều bit quá nên mình làm nó cũng lâu hơn là huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại sao mình lại quyết định là làm một đinh vít mà không phải làm một chai lọ hay là cái gì đây? Các cái chất liệu khác không? Đinh vít á, thì thường thường nó cũng gắn liền với anh nhiều lắm, tại vì anh cũng là người kinh doanh về những cái đồ cơ khí này, về ốc vít, về đồ nghề, về dụng cụ này kia đó. Nên những cái chất liệu này đa số là mình kiếm được, mình có sẵn, mình nắm rõ nó được để mình làm nó dễ. Chứ còn với thứ hai á, hồi đó thì anh cũng đã làm những bức tranh về những cái nắp chai á, nhưng mà nó cái giống như cái độ phân giải của nó lớn á, nó thể hiện không 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 hết được những cái chi tiết. Thì khi mà anh làm ốc vít này nó cũng còn là lớn á, nhưng mà nó cũng còn gọi là mình dễ thể hiện được những đường nét của nhân vật mình yêu thích hơn. Vậy thì dự tính trong thời gian tới thì anh có định làm thêm những cái bức hình nào mà của các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam không? Thì lúc đó cũng là tùy theo cái thời gian mình có hay không, và tùy theo cái giống như là cái các hoạt động bóng đá của các cầu thủ đội tuyển mình đó, thì nó sẽ gây cho mình cảm hứng tới đâu. Anh có Ví thể dụ như là anh đang nghĩ đến thủ môn Đặng Văn Lâm chẳng hạn, cũng là một một nhân vật mà anh đang là hứng thú. Anh có thể đưa một vài cái thông tin về bức tranh, anh bỏ ra thời gian bao nhiêu ngày để làm, rồi bao nhiêu cây đinh, rồi cái khung nó là kích thước bao nhiêu? Thì đây là bức tranh vẽ cầu thủ Công Phượng bằng ốc vít. Cái kích thước của bức tranh á là 60 60 80 cm. Là mình làm trong bao nhiêu ngày ấy? Anh làm thì khoảng một tuần lễ là xong, Tuần lễ là xong. tuần lễ là xong. Thì kể cả khung, kể cả gì mình tự làm thôi, là mình tự đóng, mình làm đơn giản theo của mình. Rồi số lượng vít thì khoảng là 3.000 con. Rất là nhiều. Vậy những cái bức tranh này trong thời gian tới thì anh có ý định là gửi tặng Công Phượng hoặc là huấn luyện viên hay không, như nào không? Nếu mà anh được tặng cho những người mà anh yêu thích thì anh rất là vui, nhưng mà anh không biết là mình có được cái giống như là mình được tiếp xúc hay là mình được tặng một cái đấy không thôi. Chứ còn anh rất là vui khi mà bức tranh của mình hay là những cái tâm huyết của mình mà đến được với họ thì rất là vui. Nên khi mình đã vô được tới đây rồi thì giống như là mình cứ bò từng bước thôi, như là mình phấn đấu qua từng trận thôi. Và đôi khi cầu thủ mình nó cũng vậy, là họ sẽ trưởng thành lên từng trận. Có thể là khi đầu giải người ta cũng không nghĩ là mình vượt qua được đâu, và cũng không có ai chê trách được cái điều đó. Mà khi mà mỗi ngày người ta trưởng thành hơn thì người ta, những người hâm mộ hay là mình cũng sẽ đòi hỏi những cầu thủ của mình sẽ ở những cái thành tích nó cao hơn. Nếu mà còn sau mình như là một là đá Nhật Bản hay là đội nào nhỉ? À rồi, à. À rồi, một trong hai đội đó mình sẽ gặp. Nhiều người nói là nếu mà gặp Nhật Bản chắc thua chắc rồi. Anh nghĩ là riêng quan điểm của anh như thế nào? Anh thì anh thấy là tại Nhật Bản thì thường cái lối đá nó kỷ luật, và người ta cũng là nó sòng phẳng. Còn đôi khi là những cái lối đá của những cầu thủ người ở dưới Ả Rập, những cầu thủ Ả Rập này kia thì thường thường người ta lại dễ đá đối với Việt Nam mình. Đối lối đá của họ có vẻ là Việt Nam mình nó cũng dễ đá hơn. Còn riêng trận Ả Rập với Nhật Bản anh nghĩ đội nào thắng? Thì anh nghĩ là Nhật Bản sẽ thắng. Nhật Bản thắng, và có thể Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản và dừng bước hoặc là đi tiếp không ai Nhưng biết mà được. Đúng là trong bóng đá thì không thể nói trước điều gì Mà đúng không đúng, tại vì bây giờ những đội đó nó cũng gọi là những cái đội tương đối là hàng đầu của châu Á, anh? có thể là thắng hay thua. Giống như Việt Nam mình không ai nghĩ là thắng được những cái đội mạnh khác như Nhật Bản, mà mình cũng vượt qua được. Thì mình nghĩ là những cái đội có thể họ thắng họ thua cũng là chịu, cũng không phải là mình không nghĩ tới được. Riêng trong trận hôm 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 qua thì anh cảm nhận là huấn luyện viên Park Hang-seo, anh có cảm nhận gì không khi mà xem những hình ảnh trên TV thì thấy ông ngồi 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 ngoài đó, không không ngồi trong cabin nữa mà ngồi ngồi lên cái bậc đó ha, rồi chỉ đạo này kia, thì anh cảm nhận như thế nào với cái hình ảnh hôm qua đấy? Thì cái đó cũng là một cái phong cách riêng của Park Hang-seo, thường là hôm nay vậy đó,
mà nó thể hiện một cái điều giống như là mình cảm giác đến là ông không phải là một người Hàn Quốc nữa, mà đôi khi cũng là một người Việt Nam ấy. Nên họ cũng cảm nhận về đội bóng, về con người hay về một cái trận đấu cũng rất là Việt Nam. Rất là thân mật, rất là gần gũi, đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn trong trận đấu tối thì anh có nghĩ là Công Phượng sẽ ghi bàn hay là cầu thủ nào? Anh có đoán là ai sẽ ghi bàn? Mình đưa một dự đoán nhỏ nhỏ trước trận đấu đi ha. Thì trận đấu tới thường thường thì anh thấy là Công Phượng á, thì cái kỹ thuật của anh ta rất là tốt. Và khi mà huấn luyện viên mà giao cho anh ta có nhiệm vụ ở trên không để anh ta săn bàn thắng thì anh nghĩ là khả năng của Công Phượng cũng rất là cao. Thứ hai là khi mà anh chàng đá tiền đạo thì hầu như những đường băng cũng đều tập trung cho anh chàng. Yeah. Thế anh tin là với kỹ thuật đó, với cái niềm tin của mình, của mọi người Việt Nam mình thì anh nghĩ là Công Phượng sẽ tiếp tục ghi bàn. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều, là hôm nay đã làm cho hai bức tranh rất là đẹp thế này để cho mọi người cùng chung nữa. Công Phượng và ông Nguyễn Phát xem. Hy vọng là sẽ có thêm một tấm mới nữa. Dạ. Đặng Văn Lâm thôi. Đặng Văn Lâm chắc vậy thôi. Có khi chúng ta sẽ vào bàn sâu hơn thì là vài bức tấm nữa chứ không phải là một tấm Đặng Văn Lâm đâu ạ. Tại vì trong một trận đấu nào nó có cái diễn biến kịch tính gì đó, đôi khi có thể Đặng Văn Lâm sẽ cản phá những cái trận, những cái trái penalty hay hơn hay là những cái gì đó, là mình sẽ có cái cảm hứng. Em nghĩ là thiết nghĩ nếu mà mình đạt được cái mức cấp độ level cao nhất thì làm 23 cầu thủ được đấy ạ. Giống như con Hải xước cho đó cũng đẹp đúng không? Yeah.